Kính thưa quý vị, một người đàn ông Nhật Bản cao tuổi nhất thế giới được chúc mừng sinh nhật lần thứ 116 tin từ Kyoto, Nhật Bản. Một người đàn ông Nhật Bản được thế giới công nhận là người cao tuổi nhất trên thế giới đang tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 116. Ông Jiomon Kimura được thế giới công nhận vào ngày 17 tháng 12 năm 2012 là người lớn tuổi nhất trên thế giới sau khi một người phụ nữ tại tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ đã qua đời ở tuổi 115. Thị trưởng thành phố Kyoto, ông Yasushi Nakayama dành một cuộc chuyến viếng thăm đặc biệt để chúc mừng sinh nhật tới ông Kimura và gửi nhiều văn thư khắp mọi nơi để gửi lời chúc mừng sinh nhật. Mặc dù bận rộn trước tình hình căng thẳng chính trị tại Biển Đông, nhưng Thủ tướng Shinzo Abe cũng dành thời giờ để gửi một đoạn video ngắn chúc mừng tới ông Kimura, giữ quán quân là người lớn tuổi nhất trên thế giới. Thủ tướng Abe nói đùa là hiện nay ông đang ở tuổi 58 rất khỏe mạnh, nhưng chỉ bằng phân nửa tuổi đời của ông Kimura. Thủ tướng đã cảm ơn thế hệ của ông Kimura đã có công hy sinh và đóng góp công sức để quốc gia Nhật Bản trở thành một cường quốc kinh tế trên thế giới. Ông Kimura phải nằm điều trị tại bệnh viện trong nhiều tuần lễ qua và vừa được xuất viện. Ông Kimura đang sống chung với con dâu 60 tuổi và được chăm sóc cẩn thận với những bữa ăn thực đơn thực được chọn lựa kỹ càng. Gạo lứt, bí đỏ và khoai ngọt là những món chính hàng ngày của ông. Người đàn ông có số tuổi cao nhất đang được thế giới ghi nhận Kimura đã có 7 cháu nội ngoại, 25 chắc và 14 chít. Quốc gia Nhật Bản cũng đang giữ cờ quán quân là người phụ nữ cao tuổi nhất Misao Okawa, năm nay được 115 tuổi, đang sinh sống tại thành phố Osaka.